Các bạn đang nghe bộ truyện Người có tiền ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm, người dịch quá khứ chậm rãi, qua sự diễn đọc của Trang. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 65, Flat của Lăng Tư Trực. Trong biệt thự Hoa Thị ở Đông Đô, xa hoa nhất, thoải mái nhất là tòa Lục Thập Lục ở phường Cảnh Hành, phía nam giáp với thành Bắc, giao thông thông suốt, vừa náo nhiệt vừa yên tĩnh, dọc theo đường lớn đi thẳng về phía Bắc, qua cầu Lạc Thủy vào thành Lạc Nam, qua phường Ngọc Kê, vào cửa phường Cảnh Hành thì có thể nhìn thấy tòa nhà lớn nguy nga này. Phong cách kiến trúc kế thừa phong cách hào hùng của Hoa Thị trước sau như một, khu vườn rộng rãi, mái hiên đen cột đỏ, mặt tường dùng chất liệu thơm màu đỏ thẫm, trộn lẫn với phấn vàng sơn lên. Ánh mặt trời chiếu vào vừa thơm vừa lung linh, bước vào cửa chính đi thẳng tới hậu viện, đưa mắt nhìn lại, nước hồ trong suốt, vườn hoa u ám, dương liễu phất phơ, lầu cát thủy đình bằng học sừng sững, đặc biệt là phong cảnh du oanh thủy oanh ngay giữa trung tâm hồ, nhìn quanh đều là sóng xanh gợn sóng, cá nhảy khỏi nước, khiến cho người ta cực kỳ vui mắt. Sự buồn bực và chua xót trong lòng Hoa Nhất Đường cũng tan đi vài phần. Vừa mới vào biệt viện, lập tức có tôi tớ đến báo cáo, nói y thác đã đưa đám người Lâm nương tử đi đến du oanh thủy tạ, bày tiệc trà muốn chúc mừng hắn, thì lập tức vui mừng nhướn đuôi lông mày, phè phẩy quạt ngâm nga khúc hát bước qua cầu Yến Vũ, vui vẻ đi vào trong thủy tạ, tay trái chống thắt lưng, tay phải giơ quạt, bày ra tư thế mời cực kỳ đẹp trai. Hòa mỗ hôm nay đánh một trận thành danh ở Đông Đô, từ nay về sau hẳn là Lăng Lục Lăng. Sao ngươi lại ở đây? Lăng Chi Nhan vừa thấy Hoa Nhất Đường thì chợt mừng rỡ, vội vàng đứng dậy, kéo khuỷu tay Hoa Nhất Đường, gần như là dìu hắn vào chỗ ngồi, tự mình nâng chén trà trước mặt lên đưa đến trước tay Hoa Nhất Đường, thần thái có hơi thân mật. Tứ lang hôm nay vất vả rồi, mau uống một ngụm trà nhuận họng. Vẻ mặt Hoa Nhất Đường cực kỳ đề phòng. Người uống nhầm thuốc à? Lăng Chi Nhan cười đến nghiến răng nghiến lợi. Uống đi. Hoa Nhất Đường rũ mí mắt liếc hắn một cái. Hiểu rồi. Nước trà trong chén sền sệt tựa như bùn, tản ra vị cay đắng, mặt ngoài còn nổi lên một tầng tạp chất không rõ, rõ ràng là tác phẩm mới nhất của y tháp. Lại nhìn về phía đối diện, Cận Nhượng che miệng nhịn cười, bả vai Lâm Tùy An run rẩy, ánh mắt y tháp ngồi sau chén trà đen lấp lánh, đôi mắt to màu xanh như bé gâu gâu vô tội nhìn hai người. Ôi chà chà, hôm nay nghĩ lại, Lục Lăng bằng lòng tiến cử bảo quan cho Hoa Mỗ, Hoa Mỗ còn chưa từng chính thức cảm tạ, chọn ngày không bằng đúng ngày, hôm nay Hoa Mỗ lấy trà thay rượu biểu đạt cảm tạ. Tay Hoa Nhất Đường đưa lại cho Lăng Chi Nhan, kính xin Lục Lăng uống hết chén này. Chớ có phụ lòng của ta. Lăng Chi Nhan hai tay chạm chén trà, âm thầm thi lực đẩy về phía hắn. Hôm nay tứ lang khẩu chiến quần nho, phá tan lời đồn giúp ta hà giận, Lăng Mỗ xin dùng trà này đáp lễ tứ lang. Sức lực của Hoa Nhất Đường sao có thể là đối thủ của Lăng Chi Nhan? Trước mắt thấy nước trà kia cách mình càng ngày càng gần, hắn cắn răng hạ thấp giọng nói. Lăng Lục Lang, ngươi đừng tự mình đa tình, ta chả có thời gian rảnh rỗi mà giúp ngươi chút giận đâu. Phong cốt trăm năm thế gia sắp chịu không nổi nữa của Lăng Chi Nhan. Tứ lang khẩu xà tâm phật, ta hiểu mà. Ngươi đây là lấy oán báo ân, ta là mượn hòa hiến phật. Lâm Tùy An nhìn mà cảm động không thôi, quả nhiên là huynh đệ tình thâm. Y tháp, ngươi không thể thiên vị bên này bên kia thế được. Mãn bạch. Từ khi Phương Khắc khen ngợi nghệ thuật nấu trà của y tháp, sự tự tin của y tháp đối với việc pha trà tăng lên rất nhiều, ngày ngày nghiên cứu chế trà, cố gắng tiếp tục đổi mới. Lúc này nhìn thấy biểu hiện của hai người Hoa Lăng lại càng vui mừng, vội vàng múc một chén trà lớn bưng lên bàn, mỗi người một chén uống. Cận Nhược phụt một cái, khóe mắt Hoa Nhất Đường giật giật, cái này gọi là giết địch 800 tự tổn 1000. Mí mắt Lăng Chi Nhan rối tung, già huấn Lăng thị trước khi chết cũng phải kéo theo đệm lưng. Hai người trừng mắt nhìn nhau, đồng thời bưng chén trà lên đưa đến bên miệng cẩn thận nhấp một ngụm. Một người mặt xanh, một người xanh mặt. Y tháp mong đợi, còn muốn nữa không? Hai con hàng đồng thanh, không. Lâm Tùy An và Cận Nhược cười lăn lộn, không thể không nói. Trà của y tháp tuy rằng hương vị không thể nói nên lời, nhưng hiệu quả cực kỳ cao. Sự ngăn cách của Lăng Chi Nhan và mọi người hơn nửa tháng, chỉ dùng nửa chén trà này đã lập tức biến mất. Biểu cảm, động tác, công nghệ đều thả lỏng. Hoa Nhất Đường thay trà mộc hạ nấu, uống hai ngụm, rất nhanh đã sinh lòng hoạt hổ, nhìn Lăng Chi Nhan nói, đàn viễn minh kia có lai lịch gì? Cống sinh Tùy Châu, rất có tài. Tùy Châu?
Hoa Nhất Tường híp mắt. Khó trách phong thủy của cái nơi nát kia không tốt. Thật ra lúc Đan Viễn Minh tự báo ra môn, Lâm Thủy An cũng chú ý tới Tùy Châu là đại bản danh của Tô Thị, nơi Tô Thành Tiên ở. Lần này Thánh Thượng rất coi trọng chế cử, nhất là sau khi các đại thế gia nghe nói Hoa Thị Tứ Lang cũng có ý tham gia. Nghe được tin này, Ngũ Tính Thất Tông đều phái sĩ tử đến tham khảo. Có thể nói quy mô và đội hình chế cử lần này là lớn nhất 50 năm trở lại đây. Lăng Chi Nhan liếc mắt nhìn Lâm Thủy An. Tô Thị cũng phái một người tên là Tô Ý Uẩn, là biểu đệ của Tô Thị gia chủ, từ bối phận mà nói xem như là kiểu cựu của Tô Thành Tiên. Lâm Thủy An tỏ vẻ kính nể. Lão nhân gia thật sự là tuổi già dẻo dai. Hắn chỉ mới 23 tuổi, chỉ là bối phận quá cao. Lăng Chi Nhan dừng một chút. Thần không giấu giếm, người này tháng trước tới Đông Đô, từng nhiều lần đến cửa đưa thiếp mời hẹn ta gặp mặt. Ta ngại quan hệ giữa Lăng Thị và Tô Thị, miễn cưỡng gặp hắn một lần. Người này vẫn tìm hiểu chuyện Lâm Nương Tử ở huyện Nam Phố với ta. Trong lúc nói chuyện hình như có hơi sợ chuyện Tô Thành Tiên và Lâm Nương Tử giải trừ hôn ước. Lăng Chi Nhan không nói tiếp nữa, bởi vì Hoa Nhất Đường đang dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm hắn. Quạt trong tay kêu lên răng rắc, giống như coi quạt kia trở thành xương cốt của người nào đó, định băm vằm xương cốt hắn. Ồ, Lâm Thủy An lại mỉm cười, chỉ là nụ cười kia còn kinh hãi hơn sát khí của Hoa Nhất Đường. Thế sao? Chẳng lẽ vị cửu gia này còn muốn gia hạn hôn ước mời ta đi làm cô nãi nãi của Tô Thị? Lăng Chi Nhan vùi đầu uống nước. Ta không có nói thế. Ta cảm thấy chuyện này không đúng. Cận Nhược đưa ra nghi vấn. Đan Viễn Minh và Tô Ý Quẩn đều là người Tùy Châu, còn không hẹn mà đến gây phiền toái với chúng ta, nói không chừng là đã sớm lén thông đồng rồi. Lăng Chi Nhan nhíu mày. Giữa hai người này hình như cũng không có giao tình gì, dù sao một người là hàn môn, một người là sĩ tộc. Xì, chẳng lẽ bọn họ có giao dịch lại còn đến đại lý tự để lập hồ sơ hay sao? Cận Nhược nhìn Lâm Thủy An. Ta đi điều tra Tô Ý Quẩn này. Lâm Thủy An ngẩn người. Nhưng người ở Đông Đô. Lâm Thủy An, ngươi cũng coi thường ta quá rồi. Ta là thiếu môn chủ Tịnh Môn hàng thật giá thật, công phu điều tra tin tức toàn bộ Tịnh Môn ai có thể so được với ta? Cho dù ta chẳng có thủ hạ nào thì cũng có thể điều tra ngọn nguồn của tên họ Tô kia. Nói rất hay, đấy mới là khí phách của thiếu môn chủ Tịnh Môn chứ. Hoa Nhất Đường ném quạt cái bốp, lấy một gói lá vàng ném cho Cận Nhược. Đi đi. Cận Nhược vui vẻ cười tươi. Đi liền đây. Lâm Thủy An nói. Nhớ cẩn thận. Ngươi an tâm chờ bắt giữ tiểu cứu cứu của Tô Thị đi. Cận Nhược rời khỏi thủy tạ như cơn gió. Phương Khắc một bước lảo đảo ba cái bước vào thì chào hỏi. Phương đại phu, người tỉnh rồi sao? Y tháp nấu trà và chờ ngươi nửa ngày rồi kìa. Phương Khắc một thân trang phục xanh đỏ đi vào, ngồi xuống vị trí của Cận Nhược, ước chừng là chưa tỉnh ngủ. Mày nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch mang theo màu xanh hỏi. Cả người lại muốn gây họa cho ai à? Một tên bất lương họ Tô. Y tháp múc cho Phương Khắc một chén trà. Phương Khắc bưng lên uống một hơi cạn sạch, lông mày buông lỏng vài phần. Lăng Chi Nhan từ lúc Phương Khắc bước vào đã lập tức nhìn chăm chăm y phục của hắn. Khi nhìn thấy Phương Khắc mặt không đổi sắc uống y tháp là trà dày, cả người đều run sợ đến ngây người. Vị anh hùng sáng chói rực rỡ này là... Bái kiến Lăng Tư Trực. Phương Khắc ôm quyền. Ta là Phương Khắc, là Ngỗ Tác do Hoa Tứ Lang thuê. Ngỗ Tác. Giọng nói Lăng Chi Nhan cao lên quãng tám, lập tức phát giác bản thân thất thú, vội vàng dùng phong phạm sĩ tộc. Thế ra là Phương huynh, ngưỡng mộ đã lâu. Ta không có danh tiếng gì hết, không cần ngưỡng mộ đã lâu. Biểu cảm của Phương Khắc giống như gỗ. Chúng ta không quen. Lăng Tư Trực không cần nói gì cả, người nói mệt ta nghe cũng mệt. Hoa Nhất Đường liên tục rậm rậm chân. Lâm Thủy An thì nhịn cười. Thì ra Phương Khắc lại là người sảng khoái như vậy đấy. Vụ án ở thành Hà Nhạc, Phương đại phu mới là công thần đứng sau giúp đỡ. Nếu không có hắn thì rất khó tìm được sơ hở của hung thủ. Vẫn là Mộc Hạ Hậu Đạo cố ý giải thích bối cảnh của Phương Khắc. Lăng Chi Nhan bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói. Ngưỡng mộ đã lâu. Từng nghe danh tiếng Lăng Lục Lăng. Đại lý tự các ngươi gần đây có khảo hạch tư chất Ngỗ Tác gì không? Dung Phương đại phu của chúng ta báo danh cái đi. Hoa Nhất Đường hỏi. Lăng Chi Nhan suy nghĩ một chút. Kỳ sát hành tư chất Ngỗ Tác mùa này đã kết thúc, chỉ có thể đợi mùa tiếp theo, ước chừng là vào khoảng tháng 4. Hoa Nhất Đường chật chật một tiếng. Quá muộn, có thể đi cửa sau không? Vì sao lại gấp như vậy? Lâm Thủy An ý vị thâm trường thở dài. Không phải chúng ta gấp, mà sợ lỡ như có vụ án gì thì không kịp. Lăng Chi Nhan mỉm cười.
Lâm Nương Tử yên tâm, Đông Đô là đô thành của Đường Quốc, ba tỉnh sáu bộ, có Kim Ngô Vệ đóng quân, dân chúng an cư lạc nghiệp. Nếu luận về trông giữ nghiêm ngặt, trị an an toàn thì đứng đầu Đường Quốc. Ấy cha, lời này của ngài nghe có vẻ như là flash. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt nhỏ, Lăng Lục Lang chưa có khoác lác sẽ bị xét đánh đó. Tứ lang chỉ cần yên tâm chuẩn bị thi cử là được, cho dù có vụ án xảy ra thì đã có kinh triệu phủ, đại lý tự và hình bộ ở đây. Lăng công, chuyện lớn không hay rồi. Minh Phong đầu đầy mồ hôi chạy vào thủy tạ. Đại lý tự truyền lệnh tất cả quan viên lập tức trở về đại lý tự báo cáo. Nghe nói, hắn nhanh chóng nhìn người trong thủy tạ, hạ thấp giọng nói, xảy ra một vụ án kỳ quái. Lăng Chi Nhan đứng ở chủ đường đại lý tự, nhìn đại lý tự khanh Trần Yến Phàm đang nóng nảy nổi trận lôi đình ngồi trên ghế, trong đầu bất giác nhớ tới khuôn mặt tươi cười vui sướng khi người gặp họa của Hoa Nhất Đường lúc mình rời đi. Lăng Lục Lang, nếu ứng phó không được có thể đến cầu xin ta, ta đại nhân rộng lượng có thể cân nhắc giúp ngươi. Đáng tiếc trong nháy mắt tiếp theo, gương mặt tiểu nhân đắc ý kia đã bị Lâm Nương Tử kéo sang một bên. Lâm Tùy An tươi cười thành khẩn hơn nhiều. Dù là vụ án gì, chỉ cần Lăng Tư Trực gặp khó khăn, ta tất nhiên sẽ ra sức tương trợ, chi phí cũng được tính theo tiêu chuẩn của Dương Đô. Ôi, Lăng Chi Nhan nặng nề thở dài. Lăng Chi Nhan, Trần Yến Phàm tức giận quát, bước ra đây. Lăng Chi Nhan thân là đại lý tự tư trực tòng lục phẩm, trong phủ đường này là phẩm cấp thấp nhất, chỉ có thể đứng ở cuối hàng ngũ, lui về phía sau một bước là ngoài cửa. Hắn nghiêng một bước ra khỏi hàng ngũ ôm quyền, có thuộc hạ. Trần Yến Phàm đập bàn giống giận, người than thở cái gì, chẳng lẽ cảm thấy vụ án này đại lý tự chúng ta không phá được ư? Vì đại lý tự khanh này tầm 53, chức trưởng đại lý tự 5 năm, tỷ lệ phá án càng ngày càng cao, tóc càng ngày càng ít, cởi mũ quan chỉ có búi tóc nhỏ, chân tóc ép thẳng trên đỉnh đầu, được một cái thông minh tuyệt đỉnh, hoàn toàn trái ngược với mái tóc càng ngày càng ít của hắn, còn có tính tình nóng nảy ngày càng tăng cao. Lăng Chi Nhan không kiêu ngạo, không cúi đầu. Trần công nặng lời rồi, mấy ngày nay thuộc hạ vẫn luôn nghiên cứu hồ sơ vụ án, cho nên chưa biết đến vụ án mới phát sinh. Cả người nghe đi, nghe đi kìa. Trần Yến Phàm tức giận nói, tiểu tử này đang oán trách ta đấy. Thuộc hạ không dám. Ngươi còn có gì mà không dám, lúc đang trực lại tự mình ra ngoài, còn thuộc hạ theo quy định đã xin phép, đừng Trương Thiếu Khanh phê chuẩn. Hả? Thiếu Khanh đại lý tự Trương Hoài tiến lên một bước, hồi bẩm Trần công, đúng vậy. Trần Yến Phàm nghẹn họng, tóm lại việc này là ngươi không đúng. Trở về án đường, những vụ án cũ kia một ngày không phá được thì một ngày không được đi ra ngoài. Thuộc hạ tuân mệnh. Rời khỏi chủ đường, Lăng Chi Nhan còn có thể nghe được giọng nói lớn lối của Trần Yến Phàm, gần như chấn vỡ nóc nhà. Ai mà các ngươi gọi tiểu tử kia tới đây? Các ngươi muốn chọc tức chết ta à? Đừng để hắn đụng vào vụ này, nhớ lấy cho ta. Minh Thứ và Minh Phong căm phẫn. Trần công cũng quá đáng thật. Nếu luận năng lực phá án, đưa mắt nhìn toàn bộ đại lý tự, ai có thể so được với Lăng công? Dựa vào cái gì mà không cho ngài đi chứ? Trần công tất nhiên là có suy nghĩ của hắn. Hai người không được vọng ngôn. Lăng Chi Nhan bước nhanh về phía án đường. Cuối cùng là vụ án gì? Minh Phong hạ thấp giọng nói, ở kênh Y Thủy phát hiện một cỗ thi thể nữ, thi thể hơi quái dị, nghe đồn là có yêu tà quấy phá trên phố. Lăng Chi Nhan nhíu mày, thi thể quái dị như thế nào? Nghe nói là rất xinh đẹp. Cái gì? Là người cũng xinh đẹp, thi thể cũng xinh đẹp. Ấy không đúng, phải nói là thi thể càng xinh đẹp hơn. Bước chân Lăng Chi Nhan càng nhanh hơn, hai ba bước đã xuyên qua hậu nha, đi vào án đường, ngồi xuống tỉ mỉ suy tư. Chỉ là một thi thể nữ, tuyệt đối sẽ không khiến Trần Công nổi trận lôi đình như vậy. Tám phần là bởi vì tin đồn yêu tà tác quái, năm mới sắp đến, lòng người vốn đã dao động. Hơn nữa ngày chế cử sắp tới, con cháu thế gia, thư sinh các châu phủ tề tụ về Đông Đô. Lúc này phát hiện lời đồn, Lăng Chi Nhan không khó nhớ tới lời đồn với Phùng Thị. Hắn lắc đầu cười khổ nói, Hoa Tứ Lang thật sự là miệng quạ đen. Minh Phong nói, Lăng Công, có muốn ta đi thăm dò vụ án này không? Lăng Chi Nhan gật đầu dừng một chút lại nói, chuẩn bị một phần lễ nóng đưa đến Hoa Trạch Lục Thập Lục. Minh Thứ, hả? Hoa Thị còn cần lễ của chúng ta sao? Lăng Chi Nhan day chán, phòng ngừa trước, chỉ mong không dùng đến. Minh Thứ và Minh Phong liếc nhau,
Thật sự không rõ nguyên nhân, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Sau khi hai người rời đi, toàn bộ án đường lập tức trở nên yên tĩnh. Thỉnh thoảng có gió thổi qua, thiệp án lạch cạch rung động. Lăng Chi Nhàn mở một quyển hồ sơ màu vàng, ánh mắt quét mấy hàng ở phía trên, một chữ cũng xem không vào. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác mệt mỏi khó có thể nói thành lời. Tay trái nâng má, nhắm mắt dưỡng thần, bất chi bất giác đã ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ này ngủ cực kỳ sâu. Lăng Chi Nhàn đã rất lâu rồi không ngủ say như vậy. Ý thức hình như rơi vào vũng bùn không đáy, khó có thể thanh tỉnh. Mơ hồ hắn dường như ngửi được mùi thơm, hương trái cây rất ngọt ngào, còn xen lẫn hơi nước trong trẻo lạnh lẽo, làm ý thức đắm chìm của hắn dần dần tỉnh lại. Chậc chậc chậc, nước miếng đều chảy ra rồi kìa. Hay là để Lăng Tư Trực ngủ thêm một lát nữa? Hắn mà còn ngủ tiếp, ta lại biến thành nghi phạm giết người bây giờ. Giết người, nghi phạm. Lăng Chi Nhàn giật mình đột nhiên mở mắt ra. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện hai đôi mắt, một đôi mắt phượng sắc bén, một đôi lông mi như quạt. Sợ tới mức hắn suýt nữa thì ngã về phía sau, đầu thiếu chút nữa đụng ngã giá sách phía sau. Hòa Nhất Đường trợn trắng mắt. Lăng Lục Lăng, ngươi thật sự là con cháu Lăng thị ư? Cảnh giác của ngươi như vậy, đao của địch nhân gác trên cổ ngươi cũng không biết. Lăng Chi Nhàn lắc đầu cực kỳ không thể tin. Hai người trước mắt rõ ràng là Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An. Hắn còn đang nằm mơ sao? Các người... Lăng Chi Nhan nhìn xung quanh, quả thực là án mưu đường của Đại Lý Tự. Chỉ là ngoài cửa sổ đen kịt, trời đã tối. Vì sao lại ở đây? Mình thử dẫn chúng ta vào. Lâm Tùy An cười tủm tỉm nói. Lăng Tư Trực, đi thôi, cùng phá án nào. Lăng Chi Nhan mở to hai mắt. Vụ án nữ thi ư? Cái gì mà nữ thi? Hoa Nhất Đường nóng nảy phe phẩy quạt nhỏ. Là tên đàn diễn minh kia bị giết rồi. Tiểu kịch trường. Nửa canh giờ trước, Lâm Tùy An gắp một miếng dưa mới gọt đang muốn nhét vào miệng. Cận Nhược đã chạy vào như một cơn gió, đoạt lấy nước đun sôi của Lâm Tùy An rót nửa bình nói. Một tin tốt, một tin xấu, các người muốn nghe cái nào trước? Hoa Nhất Đường không chút để ý nhai bánh hấp. Vụ án nữ thi ở kênh Y Thủy chúng ta đã nghe nói rồi. Không phải cái này. Là đàn diễn minh bị giết rồi. Không phải chứ, lại nữa sao? Lâm Tùy An chợt không còn khẩu vị, vứt đũa xuống. Quả thực là tin xấu. Cận Nhược lắc đầu. Không phải cái này. Tin xấu ta nói là trên phố đồn là Hoa gia tứ lang giết hắn. Hoa Nhất Đường vứt bánh hấp ăn được một nửa lại trong chén. Già cười thịt không cười, hừ hừ hai tiếng. Phường Khắc buông bát cơm xuống. Chuyện xảy ra khi nào? Thi thể phát hiện được canh giờ trước. Phương Khắc gật đầu. Thi thể hẳn là còn tươi mới nhỉ? Lâm Tùy An nâng đỡ. Tin tốt là gì? Vương Đại Phu nói rồi đó, thi thể còn tươi mới. Phương Khắc chậm rãi cởi áo ngoài xuống, cẩn thận gấp lại, đặt ở một bên. Chỉ mặc nội sam đỏ thẫm đứng lên, lưng đeo dương công cụ tự chế cỡ lớn. Ánh mắt sâu như giếng cổ, nhìn chăm chăm hai người Lâm Hoa. Lâm Tùy An bất đắc dĩ. Đi thôi, đi tìm Lăng Tư Trực. Cận Nhược, tìm hắn làm gì? Hắn là đại lý tự Tư Trực, có hắn đi đầu trận, chúng ta mới có thể danh chính ngôn thuận điều tra vụ án. Hoa Nhất Đường nói, đồng đô không thể so với Dương Đô, chúng ta làm việc vẫn phải khiêm tốn một chút. Ôi chao, lúc này ngài mới nhớ tới việc khiêm tốn nữa. Cận Nhược cảm thán. Mộc Hạ nói, ta đi chuẩn bị bữa tối. Y Thác, Chư Nhân, người có cần chuẩn bị trà không? Lâm Tùy An, chuẩn bị đi. Lời vừa nói ra, mặt Hoa Nhất Đường và Cận Nhược hoàn toàn xanh bét. Phương Khắc hơi kinh ngạc nhìn Lâm Tùy An. Lâm Tùy An ngước mắt nhìn bầu trời đêm, nhíu chặt mày, trong lòng hơi trầm xuống. Xem ra hôm nay tám phần phải thức cả đêm, nhất định phải nói rõ ràng với Lăng Chi Nhan. Công việc này phải thêm tiền. Chương 66. Đã đến rồi thì đi xem thử. Đông Đô và Dương Đô khác nhau, nơi đây vẫn chấp hành chế độ giới nghiêm. Sau khi vào đêm, cửa phường đóng lại, sẽ có kim ngô vệ phụ trách tuần tra ban đêm toàn thành. Nếu không có thân phận đặc thù, dù là kẻ nào cũng không được lang thang khắp các phường. Lăng Chi Nhàn vừa khéo là người có thân phận đặc thù. Hắn thân là tư trực của đại lý tự, là chức vụ quan trọng trong việc điều tra xác minh vụ án. Bội đại lý tự thống nhất ban hành lệnh giới nghiêm, cũng là cái gọi là lệnh giới nghiêm thông lệnh. Sau khi cửa phường đóng lại, cũng có thể tự do đi lại ở các phường. Lâm Tùy An nhìn tiêu hành lệnh trong tay Lăng Chi Nhan, tấm huy chương đồng to bằng bàn tay. Xung quanh chạm khắc hoa văn sóng biển, treo tấm biển màu đen chính diện khắc ban đặc biệt đại lý tử. Sau lưng là bát tử,
Người chấp hành công vụ ban đêm thoải mái đi. Thiết kế chỉnh thể hơi ngáo, chỉ hơn ở chỗ là dễ sử dụng. Từ Hoàng Thành đi ra, còn chưa qua cầu Lạc Hà, đã gặp phải ba đợt kim ngô vệ kiểm tra. Toàn bộ đều dựa vào tấm lệnh bài này, xe của họ mới không bị bắt vào trong đại lao của kim ngô vệ. Cận Nhượng chưa kịp ăn tối, tranh thủ thời gian nhét bánh ngọt đầy miệng, phồng má như con sóc báo cáo tin tức. Đàn Viễn Minh ở sảnh phụ của Sương Diệp Cư, trong khách xá Thu Uyển ở phường Vĩnh Thái. Khách xá Thu Uyển là khách xá tam đẳng, giá phòng thấp, bên trong đều là thư sinh hàn môn giống như Đàn Viễn Minh. Phòng dưới nhiều phòng, chỉ có chữ thiên, chữ địa là phòng đơn. Nghe nói là trưởng quầy cố ý chuẩn bị cho thư sinh giàu có tài danh, lỡ như vị thư sinh nào ở trong quán mà vận tôn trúng thí thì hắn cũng được hưởng lây. Phường Vĩnh Thái ở bên cạnh chợ Nam, Hoa Nhất Đường nói là bởi vì gần cho nên khách xá xếp chồng lên nhau, văn nhân khanh là đến từ cả nước, gần như đều tụ tập ở đây cả. Cận Nhượng đặt điểm tâm lên mâm làm địa danh, khách xá Hàn Vân, khách xá Đông Phong, khách xá Ngũ Hồ là ba chỗ nhất đẳng, khách xá Khắp Trăm Thước, khách xá Tôn Thanh, khách xá Giang Nam, khách xá Tư Nhật, khách xá Viễn Đăng là năm chỗ nhị đẳng, và khách xá Thu Uyển là khách xá tam đẳng. Còn có gần trăm giã xá không thể lên đài, đều chỉ dựa vào phường Hồng Tiếu của chợ Nam để sống qua ngày. Lăng Chi Nhan kinh ngạc, trước kia Cận Lang Quân từng tới Đông Đô hay sao? Cận Nhược đáp, lần đầu tiên đến. Mới tới Đông Đô mấy canh giờ lại có thể hiểu rõ các phường Vĩnh Thái như vậy? Cận Nhượng đắc ý, chuyện nhỏ. Phường Hồng Tiếu là nói giống như phường Hồng Trang ở Dương Đô sao? Lâm Tùy An hỏi. Cận Nhượng dựng lên ba ngón tay, diện tích lớn bằng ba phường Hồng Trang. Lâm Tùy An huýt sáo, có đề cử gì không? Quản của Hoa Nhất Đường gõ đến mức đĩa điểm tâm rung rung, nói chuyện đứng đắn. Lông phát hiện thi thể Đan Viễn Minh, ta vừa vặn ở khách xá Đăng Viễn đối diện quan sát khách xá Thủ Uyển, cũng không biết có chuyện gì. Phía đối diện tự nhiên rối loạn, ta thò đầu ra nhìn thì thấy một đám thư sinh trong khách xá Thủ Uyển ào ào chạy ra, quần áo giày dép đều không kịp mặc. Ngay sau đó thì nghe được có người thét lên chói tai, chết người rồi. Lúc ta đi ra ngoài, cả con đường đều vô cùng ồn ào, có người nói yêu ta quấy phá, có người nói yêu vật ăn thịt người. Dù sao thì đủ cách nói, ta đi lòng vòng hơn nửa ngày mới coi như nghe được tin tức xác thực. Nói có người phát hiện thi thể Đan Viễn Minh bị giết, cả phòng đều là máu. Lăng Chi Nhan nói, chuyện này xảy ra vào canh giờ nào? Giữa giờ Tuất ba khắc. Cửa phường đóng lại là đầu giờ Tuất. Hoa Nhất Đường hơi dừng lại. Không đúng, cửa phường đều đóng cả rồi, sao ngươi có thể tránh được phát hiện của Kim Ngô vậy để trở về? Ha, đây là cơ mật của Tịnh Môn chúng ta, không truyền ra ngoài. Ha? Người đến khách xá Viễn Đăng làm gì? Lâm Tùy An hỏi. Người nói xem có trùng hợp hay không chứ. Tô Ý Uẩn ở phòng chữ thiên của khách xá Viễn Đăng và chỉ cách khách xá Thu Uyển một con đường. Lâm Tùy An chợt lấy lại tinh thần. Tra được cái gì rồi? Cận Nhược lắc đầu. Lúc ấy Tô Ý Uẩn không có ở đây. Ta đang định mở cửa sổ vào phòng hắn. Lăng Chi Nhan ho khan. Cận Nhược lại nhét một miếng điểm tâm vào miệng. Không bao lâu, trong đám người lại truyền ra tin tức nói là Hoa Nhất Đường giết Đan Viễn Minh. Còn nói có người nhìn thấy Hoa Nhất Đường vào phòng Đan Viễn Minh, trang sức tướng mạo đều rất giống. Ta vừa nghe thấy tình hình không ổn mới vội vàng trở về để báo tin cho các người. Thật sự là người ngồi ở nhà, nồi từ trên trời rơi xuống mà, Lâm Tùy An nghĩ. Lăng Chi Nha nói, tứ lang vẫn ở Việt Viện Hoa Thị, có chứng cứ ngoại phạm. Lăng mỗ cảm thấy khả năng thoát hiểm nghi của tứ lang không khó. Hoa Nhất Đường rung chân, chỉ sợ người có dã tâm sẽ dùng vụ án này để vu khống thanh danh của Hoa mỗ ta. Phương Khắc nãy giờ vẫn ngồi trong góc nhắm mắt dưỡng thần, thốt ra một câu, người có thanh danh gì đáng bị vu khống sao? Cận Nhượng phụt nước. Lâm Tùy An quỳ. Phương huynh quả thật không nói thì thôi, vừa lên tiếng là sẽ thấy máu. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt lại còn mỉm cười. Phương huynh thật sự là một câu đánh thức người trong mộng. Dù sao ta cũng không có thanh danh tốt, chi bằng chúng ta trở về đi. Đường chứ, đã tới rồi thì vào thử xem đã. Đúng vậy, Lăng Tư Trực đã nhận tiền rồi, làm ăn phải giữ trung thực, ít nhiều cũng phải đi dạo một vòng giả bộ chứ. Lăng công, đến phường Vĩnh Thái rồi, Minh Thứ nhấc rèm xe lên nói. Đường chính phường Vĩnh Thái đèn đuốc sáng trưng, khắp phố đều là nha lại và bất lương đang cầm đuốc, thân sắc nghiêm túc nặng nề, bước chân nhanh chóng xuyên qua giữa các con hẻm lớn nhỏ.
dường như đang lo lắng tìm kiếm cái gì đó. Một đội bất lương ngăn cản xe ngựa. Người dẫn đầu hỏi thăm, sau đó biết được bên trong xe là Lăng Tư Trực của Đại Lý Tự. Quá đỗi mừng rỡ, vội vàng dẫn xe ngựa đi đến khách xá Thu Uyển. Thái độ ân cần như vậy khiến cho Lâm Tùy An có dự cảm không lành. Những nhà lại này trước đây nàng chưa từng gặp, đều là áo đen giày đen, đầu đội khăn màu đỏ, bên hông đeo hoành đao ba thước. Lùng xuống xe, Lâm Tùy An thoáng nhìn thấy trên thắt lưng nhà lại viện ba chữ Kinh Triệu Phủ. Kinh Triệu Phủ phụ trách quản lý trị an của 18 huyện Đông Đô, phụ trách vấn đề trị an trọng đại của thành Đông Đô. Kinh Triệu Doãn là đại quan tam phẩm, thấp hơn nửa cấp so với Đại Lý Tự Khanh. Lăng Tri Nhàn hình như cũng hơi ngạc nhiên, dù sao hắn chỉ là tư trực tổng lục phẩm nên vội vàng theo nha lại bước nhanh vào khách xá Thu Uyển. Thế nhưng biểu hiện của Hoa Nhất Tường hơi kỳ quái. Ngày thường trên người hắn đổi túi hương hay châm đều phải hỏi Lâm Tùy An có chỗ nào thất lễ hay không. Hôm nay mặc thường phục ở nhà đi bái kiến Kinh Triệu Phủ, lại không thèm để ý vấn đề quần áo có thất lễ hay không, ngây ngang đi theo vào bên trong. Bước vào cửa lớn, liếc mắt nhìn khắp đại sảnh, cả sảnh rộng lớn với mái hiên đen. Bởi vì thời tiết đang vào lạnh nên treo rèm trúc nặng nề. Hai bên nam bắc bố trí hai quầy, trên giá gỗ phía sau quầy treo chìa khóa phòng. Lâm Tùy An khẽ liếc mắt một cái, ước chừng Nhất Diệp ở tầng trên, Thất Diệp ở giữa, Hồng Diệp ở tầng dưới. Bên trái đại sảnh có thể ngửi thấy mùi khói và dầu chưa tan đi, hẳn là phòng bếp. Bên phải là một tòa quan sát ba tầng, trên sàn gỗ dẫn đến thưởng lâu nổi lên ánh sáng đèn dầu. Trên cửa treo tấm bảng hai thước viết các món ăn cho bữa tối hôm nay. Rõ ràng thưởng lâu là chỗ ăn cơm của khách. Lăng lão đệ, người tới đúng lúc quá, lão ca đang sứt đầu mẻ chán đây. Một người đàn ông trung niên thân hình khôi ngô lớn tiếng ra nghênh đón. Hắn mặc lục bào, đầu buộc khăn đen, nhìn thấy Lăng Chi Nhan thì đầu tiên là ôm nhiệt tình. Chuôi đao ngang bên hông đụng vào Lăng Chi Nhan khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó hùng hằng vỗ vỗ lưng Lăng Chi Nhan, nhích miệng cười để lộ hàm răng trắng toát. Mới không gặp ít ngày, sao ngươi lại gầy đi nhiều như vậy? Trần Phiền Phức ở Đại Lý Tự kia có phải lại bắt nạt ngươi rồi không? Lăng Chi Nhan mừng rỡ. Vạn đại ca, huynh thế mà có thể vào Kinh Triệu Phủ, xem con bào huynh mặc thì chẳng lẽ là được thăng chức rồi? Bất tài bất tài, bây giờ vạn mỗ ta đã là tư pháp tham quân Kinh Triệu Phủ rồi, mới nhậm chức được một tháng, còn chưa kịp đi báo tin vui này với ngươi. Nam nhân áo lục lại vỗ vỗ lưng Lăng Chi Nhan hai cái, ánh mắt truyền về phía Hoa Nhất Đường không khỏi hít sâu một hơi. Đứa nhóc xinh đẹp này là bằng sứ sao? Hoa Nhất Đường ho mạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Lăng Chi Nhan một cái ngụ ý. Còn không mau long trọng giới thiệu ta đi. Vị này là Hoa Nhất Đường, đến từ Dương Đô Hoa Thị. Lăng Chi Nhan cười nói, Tứ Lăng, vị này tên là Vạn Lâm, Vạn Đại Ca là cố giao của Lăng Thị. À, thì ra là hậu nhân của Vạn Thị Thanh Châu, hòa mộ có lễ. Hoa Nhất Đường ôm quyền nghiêm túc nói. Lâm Tùy An kinh ngạc nhìn Hoa Nhất Đường một cái, trước đây hắn chưa từng đối xử với thái thú Dương Đô Chu Trường Bình như thế, chẳng lẽ vị Vạn Lâm này có lai lịch không tầm thường? Vạn Lâm khẽ giật mình, vội vàng kéo Lăng Chi Nhan lại thấp giọng nói, người và Hoa gia Tứ Lang này vẫn luôn đi chung sao? Ngươi có biết trên phố đang đồn hắn là hung thủ? Tứ Lang vẫn luôn ở biệt viện Hoa Thị, nhân chứng có mấy chục người, tin đồn kia rõ ràng là có người vu oan. Vạn Lâm mỉm cười lại vỗ mạnh lưng Lăng Chi Nhan hai cái. Ta cũng cảm thấy là đứa bé xinh đẹp như vậy thì sao có thể làm được chuyện ghê rợn kia chứ. Nói xong nhìn về phía Lâm Tùy An, chẳng lẽ vị tiểu nương tử này là Lâm nương tử đã chém Trịnh Đông? Trong một khắc đó, ánh mắt hắn trở nên vô cùng sắc bén. Lâm Tùy An giật mình, đột nhiên nắm chặt thiên tịnh bên hông, sát ý khát máu ẩn nấp trong máu dường như bị kích hoạt, sôi trào không thôi. Mùi máu trên người tên này rất nặng. Hoa Nhất Đường là người đầu tiên phát hiện sự khác thường của Lâm Tùy An, vội vàng túm lấy tay áo nàng. Lòng Lâm Tùy An lúc này mới buông lỏng, thở phào một hơi, sát ý sôi trào dần dần bình phục, ôm quyền nói, tại hạ Lâm Tùy An xin bái kiến Vạn Tham Quân. Đồng tử Vạn Lâm co rụt, sát ý toàn thân đột nhiên thu lại, cười vui vẻ nói, không sai không sai, quả nhiên là hậu sinh khả úy, không sao đâu, ngày tháng còn dài. Nói xong khoác vai Lăng Chi Nhan nói, Lăng lão đệ, vụ án này ngươi phải giúp ta đó, ta chỉ là một vũ phu, đánh nhau thì còn được, chuyện phá án này thật sự không am hiểu. Vạn đại ca kể tỉ mỉ tình tiết vụ án lại cho ta nghe đi. Được, chúng ta vừa đi vừa nói. Vạn Lâm ôm vai Lăng Chi Nhan bước nhanh vào nội đường, giọng nói đứt quãng theo cơn gió đêm bay tới. Người chết tên là Đan Viễn Minh,
25 tuổi, nam, đến từ Tùy Châu. Tối nay vào giờ Tuất hai khắc bị phát hiện đã chết trong phòng, trạng thái chết cực kỳ thê thảm. Lăng Chi Nhan hỏi, người đầu tiên phát hiện ra người chết là ai? Là tiểu nhị khách xá, Vạn Lâm nói. Ta có dò xét hiện trường đơn giản một lượt, sơ bộ phán định là đột nhập cướp của giết người, thủ đoạn hung đồ tàn nhẫn, nhận định là một người cực ác, nên sai người phong tỏa đường phố, lục soát xung quanh, chỉ là trước mắt còn chưa tìm được nghi phạm. Có người chứng cứ gì khác nữa không? Trước mắt thì còn chưa tìm được. Vạn Lâm hơi dừng lại, chỉ là hiện trường vụ án này hơi kỳ quái. Vạn Lâm lại ngừng nói, hạ thấp giọng. Ta cảm thấy hơi tà khí, chỉ sợ có liên quan đến chuyện yêu tà tác quái lưu truyền mấy ngày gần đây. Thần là đau đầu mà. Lăng Chi Nhan lắc đầu. Lòng không chính mới bị quỷ thần nhiễu loạn, đợi ta xem thử rồi đưa ra kết luận. Đúng 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 đúng, Lăng lão đệ nói rất đúng. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Thường sóng vai đi trong hành lang. Khách trong khách xá đều được tản đi, cả khách xá lớn như vậy lại vô cùng yên tĩnh. Áo hai người phấp phới bay múa trong gió đêm, phát ra tiếng lạch cạch nhẹ nhàng. Lâm Tùy An hạ thấp giọng nói, Thanh Châu Vạn Thị cũng là sĩ tộc. Tần suất phe phẩy quạt của Hoa Nhất Thường chậm lại. Bọn họ cũng giống như Lăng Thị, cũng là dùng quân công khởi nghiệp. Cả nhà có thể coi như toàn anh hùng, đáng tiếc bây giờ thì chỉ còn lại ít người. Vạn Lâm có quân công trong người, lại nhờ có gia thế mới được tham gia quân đội. Tham quân tư pháp của kinh triệu phủ không thấp chứ? Chính lục phẩm. Vấn đề là quan lại quý nhân ở Đông Đô xếp chồng lên nhau. Kinh triệu phủ phụ trách trị an Đông Đô, làm tốt thì nhất định sẽ đắc tội với người khác, còn làm không tốt thì càng đắc tội với người khác. Nhất là tư pháp tham quân, chủ quản hình án quan trọng, nhưng Đông Đô còn có đại lý tự và hình bộ. Hoa Nhất Đường chép chép miệng. Ai, nói một câu không dễ nghe. Vụ án lớn có thể nhận được công thưởng lớn đã bị cướp đi từ sớm. Thứ có thể để lại cho hắn thì chỉ có những vụ án khó không ai thích, còn dễ dàng đắc tội với người khác nữa. Đàn Viễn Minh là một sĩ tử, không có chỗ dựa vững chắc, vụ án này sẽ không đắc tội với quan to quý nhân gì chứ, Cận Nhược nói. Hoa Nhất Đường dùng chuôi quạt gãi gãi trán, không nói gì. Chỉ mong là như thế, Lâm Tùy An nói. Chỉ hy vọng lần này hào quang nhân vật chính của Hoa Nhất Đường không ảnh hưởng rộng quá. Mọi người đi dọc theo hành lang về phía trước, đầu tiên là đi ngang qua một vườn hoa. Trong vườn cây liễu xanh lả lướt, tán cây giống như nắp đậy, còn có mấy chỗ đặt bàn ghế đá, xem như là một cảnh trí của khách xá. Xung quanh vườn là những phòng khách đan xen chia làm mấy viện, lần lượt treo bảng tên chỉnh tề như Nhất Diệp Cư, Tam Diệp Cư, Ngũ Diệp Cư. Vòng qua vườn hoa, trước mắt xuất hiện một tòa sân nhà độc lập, cửa ra vào treo biển hiệu Sương Diệp Cư. Trong viện chỉ có hai gian phòng, phía tây là phòng chữ địa, phía đông là phòng chữ thiên. Phòng Đơn Viễn Minh là phòng chữ thiên. Trương phòng chữ thiên canh giữ bốn gã nhà lại, nhìn thấy Vạn Lâm thì đồng loạt thi lễ. Minh Thứ và Minh Phong hình như rất quen thuộc với bốn người này, còn tiến lên chào hỏi. Lăng lão đệ, đây là hiện trường hung án. Vạn Lâm quay đầu lại nhìn đám người Lập Tùy An. Tình hình trong phòng hơi máu me, bọn họ cũng muốn vào cùng sao? Hoa Nhất Đường nói. Đến cũng đến rồi, tiền cũng đã thu rồi, dù sao cũng phải vào xem một chút chứ. Vạn Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Một đám nhóc con không biết trời cao đất rộng, chớ sợ đến vỡ gan là được. Cánh cửa mở ra, mùi máu tươi đập ngay vào mặt. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một tấm bình phong khắc hoa sen. Trên bình phong nghiêng nghiêng xẹt qua một vệt máu, thoạt nhìn giống như có người dùng bàn tay dính đầy máu bôi lên. Vòng qua bình phong thì nhìn thấy toàn cảnh căn phòng, mọi người đều hít sâu một hơi. Toàn bộ mặt đất bị những vết máu lộn xộn bao phủ, nhìn thấy mà giật mình. Tiểu kịch trường, liên quan đến vấn đề tiền phí của vụ án, Lăng Chi Nhan. Vì sao Lăng Mỗ phải trả tiền cho các ngươi? Nghi phạm là Hoa Tứ Lang, Lăng Mỗ là giúp Hoa Tứ Lang thoát khỏi hiểm nghi, hẳn là Tứ Lang phải trả tiền cho Lăng Mỗ mới đúng chứ. Hoa Nhất Đường, phá án có phải là trách nhiệm của tư trực đại lý tự ngươi hay không? Thời gian ở Dương Đô, ta có che chở cho ngươi không? Hôm nay đi tới Đông Đô, nơi này lại là địa bàn của ngươi, ngươi có phải nên tận tình che chở cho ta hay không? Một lương dân phụng công tuân thủ pháp luật đang yên đang lành như ta, tự dưng lại bị chụp mũ nghi phạm giết người. Đây chẳng lẽ không phải là vì đại lý tự các ngươi phá án bất lực mới dẫn đến loan ra tin đồn hay sao? Vụ án xảy ra chưa đến 2 canh giờ, sao có thể nói là phá án bất lực? Có phải ta bị oan không? Khi ta bị oan uổng, có phải ngươi vẫn đang ngủ nướng không? Ngươi còn nói không phải là ngươi phá án bất lực. Lăng Chi Nhàn véo chán.
Nói thẳng đi, các người cuối cùng muốn thế nào? Hoa Nhất Đường hất quạt ra, đắc ý liếc Lâm Tùy An một cái. Lâm Tùy An mỉm cười chân thành. Lăng Tư Trực, phải thêm tiền. Chương 67. Hiện trường vụ án. Lâm Tùy An tự nhận kiến thức bản thân mình cũng coi như rộng rãi. Chưa kể nàng từng đọc đủ các loại tiểu thuyết trinh thám lớn nhỏ trong thế giới hiện đại. Đi vào thế giới này cũng từng trải qua 3 vụ án lớn. Tự cảm thấy bản thân dù có đối mặt với hiện trường án mạng thế nào cũng có thể thản nhiên xử lý. Nhưng lúc này, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng cũng không khỏi thấy sợ hãi. Hình dáng vết máu trên mặt đất rất là kỳ lạ. Giống như có người dùng một chiếc bút lông khổng lồ chấm máu, rồi vẽ một bức tranh trong phòng. Nét vẽ lộn xộn không có quy luật, căn bản nhìn không ra là vẽ cái gì. Ngoài ra còn có hai chỗ có nhiều vết máu nhất. Một chỗ là thư án trước cửa sổ phía tây, góc thư án đọng lại một vũng máu lớn. Vệt máu bắt đầu kéo dài từ nơi này, còn có một chỗ là chiếc giường dựa về phía đông, máu thấm ướt gà trải giường. Lăng Chi Nhan lập tức dừng bước hỏi, có bao nhiêu người đã từng vào phòng này? Bạn Lâm đáp, chỉ có Ngỗ Tác và hai nha lại khiêng thi thể, ta cũng có đi vào khám xét một hồi, nhưng đều có đeo bao chân. Lời Lăng lão đệ nói trước kia ta đều nhớ kỹ, không đụng vào bất cứ đồ vật đồ đạc nào trong phòng. Lấy giấy bút đến đây. Hoa Nhất Đường lên tiếng. Minh Phong vội vàng gọi người đưa văn phòng tứ bảo tới. Hoa Nhất Đường khoanh chân ngồi xuống đất, trải giấy ra, cầm bút lông lên. Ánh mắt giống như máy quét xẹt qua tình hình trong phòng. Hạ bút vẽ nhanh một tấm bản đồ lên giấy, tốc độ cực nhanh, đánh dấu cực chuẩn. Những vết máu đáng sợ đều hiện ra dưới ngòi bút của hắn. Thậm chí còn có thêm vài phần ý cảnh. Lăng Chi Nhan hỏi, thi thể được tìm thấy ở đâu? Vạn Lâm trợn mắt há hốc mồm nhìn bức tranh của Hoa Nhất Đường, giật mình một cái mới đáp, ở trên giường, lúc phát hiện ra thi thể là nằm sắp chết. Hoa Nhất Đường lại vẽ thêm mấy nét vào trên giường, vẽ ra một hình người. Từ tỷ lệ tranh mà nói, người rất nhỏ nhưng nhìn mạnh mẽ, thần thái có mấy phần giống Đan Viễn Minh. Vẽ xong đại khái, hắn bắt đầu hạ bút miêu tả chi tiết, vẽ lại tất cả đồ đạc trong phòng một cách sống động trên giấy. Trên tường chính bắc là hai cửa sổ, phía tây một cái đóng. Trước giường bày một mặt móc áo, trên giá dựng hai bộ thường phục, dựa vào tường là một cái giường, treo màn che màu xám xanh biếc. Bên cạnh giường có một chiếc bàn, cuối giường dựa vào một bên tủ quần áo. Cửa tủ quần áo mở ra, quần áo bên trong bị lật lộn xộn, còn có mấy cái bị ném xuống đất. Cửa sổ phía đông mở ra, cửa sổ bị gió thổi hơi lắc lư. Trước giường là một bàn đọc sách. Trên bàn đặt dài rác vài quyển sách, toàn bộ đều dính máu. Vị trí dựa vào bức tường phía đông của thư án là một giá sách. Mấy chục quyển sách nằm dài rác khắp mặt đất. Chụm thư buộc dây thừng đều bị cởi bỏ. Đối diện với thư án là một chỗ ngồi. Bàn trà hình vuông cao 2 thước, một ấm trà và 4 chén trà, một cái bình gốm hình tròn. Ngoài ra cũng không có trà cụ khác. Dưới án trà bày thêm 2 cái đệm ngồi, đó là tiêu chuẩn của phòng khách. Thi thể bây giờ đang ở đâu? Phương Khắc bước lên hỏi. Vạn Lâm đang chuyên tâm nghiên cứu tác phẩm của Hoa Nhất Đường, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói lạnh lẽo. Quay đầu lại thì thấy một kẻ mặc quần áo đỏ như máu, gương mặt xanh biếc không hề báo trước, đột nhiên xuất hiện khiến hắn kinh ngạc đến mức thiếu chút nữa thì rút đao khỏi vỏ. May mà Lâm Tùy An nhanh tay nhanh chân đẩy bàn tay hắn đưa lưỡi đao vào vỏ lại. Vạn Tham Quân, vị này là Phương Ngỗ Tác. Biểu cảm của Vạn Lâm càng kinh hãi, biểu cảm nhìn Lâm Tùy An giống như nhìn thấy quỷ quái đến từ địa ngục vậy. Phương Khắc có hơi không kiên nhẫn, thi thể đâu rồi? Vạn Lâm kinh ngạc chỉ về phía phòng chữ địa bên cạnh. Minh Thứ, Xung Phong, ta dẫn đường. Lâm Tùy An vội vàng đi theo ra ngoài. Phương Khắc nhíu mày liếc Lâm Tùy An một cái. Người đi theo ta làm gì? Tò mò. Phương Khắc nhíu mày giống như nói nàng vướng víu, trừng mắt nhìn Lâm Tùy An 2 cái, hình như muốn nói 2 câu, cuối cùng vẫn im lặng, đi theo Minh Thứ vào phòng chữ địa cách vách. Thi thể Đan Viễn Minh bày ở trên chiếu cỏ giữa phòng, giày dép dính đầy máu, quần áo chất đống ở bên cạnh. Ngộ Tác Kinh Triệu Phủ vừa mới kiểm tra xong, đang dọn dẹp dụng cụ, nhìn thấy đám người Minh Thứ tùy tiện xông vào không khỏi kinh hãi. Đang muốn quát hỏi thì nha lại giữ cửa, vội vàng bước đến bẩm vài câu bên tai. Biểu cảm trở nên hơi quái dị, kinh ngạc nhìn Phương Khắc 2 cái nhưng cuối cùng vẫn lui sang một bên. Phương Khắc cũng không hỏi kết quả khám nghiệm tử thi của Kinh Triệu Phủ như thế nào, trực tiếp tiến lên, đặt hòm gỗ lớn xuống, đeo găng tay trắng và che khăn mặt mình lại, tự chuẩn bị, bắt đầu khám nghiệm tử thi từ đầu đến chân.
Minh Thứ lùi ra thật xa. Lâm Tùy An vén áo bào ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn thi thể của Đan Viễn Minh không khỏi thở dài. Hắn chết hẳn là rất thống khổ, ngũ quan cơ bắp đều vặn vẹo, làn da trắng đến đáng sợ, vết thương trên trán máu thịt mơ hồ. Hình như là bị thứ gì đó đập, trên cổ còn có một vết bầm tím rộng bằng ngón tay. Hai mắt nhắm nghiền nhưng nhìn biểu cảm hẳn là vừa mới bị ngũ tác làm khép hai mắt lại. Phòng cách khám nghiệm tử thi của Phương Khắc giống hệt con người hắn, yên lặng tĩnh mịch, không nói một câu, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, hoàn toàn giống với phong cách làm vừa kiểm tra vừa chứng minh hình thái của bộ phận kiểm tra, ước chừng là không phù hợp với quy trình làm việc của ngộ tác. Bị Kinh Triệu Phủ hừ lại một tiếng, chào phúng một câu, nghiệp dư. Bàn tay Phương Khắc đang sờ đến xương ức của Đan Viễn Minh, đột nhiên tay hắn dừng lại, dương mắt nhìn Lâm Tùy An. Lâm Tùy An nháy mắt. Nếu ngươi chơi hắn ầm ĩ thì ta sẽ đánh xỉu hắn, được chứ? Minh Thứ kinh hãi thất sắc, vội vàng kéo ngỗ tác kia ra ngoài. Khóe mắt Phương Khắc giật giật. Lâm đương tử, ngươi chắn ánh sáng rồi. Lâm Tùy An cười gượng, rời đi hai bước, nhìn ngón tay Phương Khắc trượt từ ngực xuống dưới, nắm lấy xương háng, xương đùi, xương cẳng chân, ngón chân, lại đi ngược chiều kéo trở về, lần lượt lắm lấy đầu vai, cánh tay, khuỷu tay, ngón tay, hình như phát hiện vấn đề gì đó ở ngón tay, kiểm tra cẩn thận hơn một chút. Lâm Tùy An nắm đúng thời cơ, dùng tay áo bọc lấy ngón tay, mở mắt Đan Viễn Minh ra, tầm mắt nhìn thẳng vào đồng tử đã giãn ra của hắn. Một tiếng ù ù chói tai chui vào trong óc nàng, ánh sáng trắng quen thuộc chợt hiện ra, nàng nhìn thấy một bàn tay cầm lấy chìa khóa đồng, mở một cái dương gỗ, trong dương gỗ là một quyển trục thư, dài ước chừng 4 tấc, chỉ có 2/3 của trục thư là bình thường, cột bằng dây thừng màu đỏ, chất liệu là da bọc có màu xanh lá cây, in hoa văn tinh xảo, tên sách hơi kỳ lạ, đó là một câu thơ, cuối sách có một con dấu, chữ bên trong lại là chữ triển, Lâm Tùy An miễn cưỡng đọc được một chữ trong đó là Phượng. Lâm nương tử, giọng nói lạnh như băng của Phương Khắc vang lên bên tai. Lâm Tùy An giật mình, ý thức đột nhiên thoát ra khỏi hồi ức của ngón tay vàng. Hình ảnh trong tầm mắt thay thế thành biểu cảm cứng ngắc và lông mày nhíu chặt của Phương Khắc. Con người đen như mực của hắn giống như hai cái giếng khô, khóe miệng biến thành hình chữ bát. Người đang làm gì vậy? Lâm Tùy An lơ đãng thu ngón tay lại. Có thể xác định thời gian tử vong không? Ánh mắt Phương Khắc lại dừng lại trên gương mặt Lâm Tùy An một lát, cuối cùng rời đi, thấp giọng nói. Từ giữa giờ Dậu đến đầu giờ Mão. Dừng một chút lại nói, ta muốn giải phẫu thi thể, ngươi đi hỏi thử xem cần có thủ tục gì, càng sớm càng tốt. Lâm Tùy An lập tức nhớ tới hình ảnh Phương Khắc giải phẫu thi thể lỗ thời ở bãi Tha Ma, theo phản xạ có điều kiện bắt đầu thấy buồn nôn, vội vàng lui ra, gọi Minh Thứ đi xin giải phẫu. Ngộ tác của Kinh Triệu Phủ lẩm bẩm, vết thương chí mạng trên trán đã rõ ràng như vậy rồi, còn giải phẫu thì đúng là thừa hơi. Sau đó cũng không tình không nguyện đi theo. Lâm Tùy An vuốt cằm trở về phòng chữ thiên, trong lòng thầm nghĩ. Căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, hồi ức trong ngón tay vàng ít nhiều đều có liên quan đến nguyên nhân cái chết của người chết. Nội dung của trục thư trong trí nhớ của Đan Viễn Minh ước chừng là mấu chốt. Ngón tay vàng hố trà kia, nếu có thể xem thêm vài giây nữa thì tốt rồi. Trong phòng chữ thiên, Hoa Nhất Đường đã hoàn thành xong bản đồ hiện trường. Thái độ của Vạn Lâm đối với Hoa Nhất Đường rõ ràng là cung kính hơn rất nhiều. Cầm tranh Hoa Nhất Đường lên, chép miệng khen ngợi không thôi. Nói đợt định vụ án này phá xong, sẽ treo bức tranh này ở nhà. Nghe thấy thế, Lăng Chi Nhan chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Thời gian tử vong là giữa giờ Dậu đến đầu giờ Tuất. Lâm Tùy An vừa nói nửa câu, sắc mặt Hoa Nhất Đường đột nhiên thay đổi. Đi 2-3 bước tới, cầm cổ tay Lâm Tùy An. Ánh mắt căng thẳng đào qua mặt Lâm Tùy An. Người đã xem rồi. Lâm Tùy An gật đầu hạ thấp giọng. Ta thấy có người dùng chìa khóa đồng mở một cái dương. Trong dương là một quyển sách trục, tiêu đề sách rất kỳ quái, viết khai hoa kham chiến trực tu chiết. Vì sao không đợi ta? Hả? Lần sau nhất định phải chờ ta đi cùng. Lâm Tùy An buồn bực. Người đi làm gì? Người cũng đâu có thể nhìn thấy được. Ngón tay Hoa Nhất Đường khẽ dùng sức nhéo Lâm Tùy An hơi đau, ngữ khí cũng hơi nghiến răng nghiến lợi. Người có biết sắc mặt của người bây giờ, tóm lại không thể một mình tự tiện hành động. Lâm Tùy An nhìn biểu cảm trịnh trọng của hắn, chớp chớp mắt. Người lo lắng cho ta à? Tay Hoa Nhất Đường chợt đỏ lên, đột nhiên ý thức được mục đích của Lâm Tùy An, mặt càng khó ở hơn, tức giận nói, đừng có đánh trống lảng. Lần sau cố gắng. Lâm Tùy An cười nói.
Tên ăn chơi trác táng này thật sự là càng ngày càng khó lừa. Vào việc thôi, Cận Nhượng khụ một tiếng. Nơi đầu tiên dò xét tất nhiên là chỗ phát hiện thi thể trên giường. Gà trải giường nhăn nhúm đã bị máu thấm ướt, xung quanh giường thế mà lại khá sạch sẽ. Thăm dò dấu vết hiện trường là thế mạnh của Cận Nhược. Hắn ngồi xổm xuống, ngẩng đầu như một vòng mảnh trướng, lại cúi đầu đi vòng quanh giường hai vòng, dọc theo vết máu lộn xộn bắt đầu đi dạo trong phòng, thoạt nhìn rất giống một con kiến trên chảo nóng. Vạn Lâm ngạc nhiên, cậu nhóc này đang làm gì vậy? Đi dạo thôi, Lâm Tùy An nói. Hoa Nhất Đường thì càng quái dị, đi đến bên cạnh bàn trà ngồi xổm xuống, bưng chén trà lần lượt ngửi ngửi, lại mở nắp ấm trà lên ngửi ngửi, cuối cùng lắc quạt nhìn chằm chằm đệm ghế, yên lặng không nói gì. Vạn Lâm lại hỏi, Hoa Tứ Lang lại đang làm gì? Lâm Tùy An đáp, ngẩn người. Lăng Chi Nhan ho khan một tiếng, Vạn đại ca, Huỳnh nói có kẻ trộm vào nhà giết người cướp của, có chứng cứ không? Tài vật trong phòng Đan Viễn Minh bị cướp sạch không còn gì. Vạn Lâm dẫn hai người đi đến cửa sổ phía đông, đầu tiên chỉ vào máu ở góc bàn sách và một vũng máu lớn dưới chân bàn, nói hung thủ nhất định là trèo cửa sổ vào rồi túm mạnh lấy đầu Đan Viễn Minh đập vào góc bàn, đập chết hắn xong mới cướp của cải trong phòng rồi chạy trốn. Lại vén rèm cửa sổ lên chỉ vào cửa sổ, nơi này có vết máu, hẳn là lúc trèo cửa sổ rời đi đã bị dính lại. Ta đoán chừng vết máu trên mặt đất này là hắn đang tìm kiếm đồ vật để lại, nhưng lại cảm thấy vết máu này quá quái dị. Lăng lão đệ, người thấy thế nào? Lâm Tùy An tiến đến trước cửa sổ, cẩn thận quan sát. Vết máu trên cửa sổ giống như là nửa dấu vân tay, không khỏi thấy cực kỳ tiếc nuối. Nếu là ở thời hiện đại, chỉ cần dựa vào dấu vân tay này là có thể bắt được hung thủ rồi. Nhưng ở thời hiện đại này, sợ là không có tác dụng gì. Ngoài cửa sổ là tường viện của khách xá, cửa sổ cách tường viện ước chừng 7 bước. Ở giữa cách bụi cỏ, lá cỏ hỗn loạn, hình như bị người dẫm qua. Lâm Tùy An không dám phá hỏng dấu vết, trèo cửa sổ tung người nhảy lên đầu tường. Ngoài tường là một con hẻm nhỏ hẹp, bên trái là ngõ cụt, bên phải thông thẳng đến đường chính. Trên đường đèn đuốc sáng trưng, là nha lại và bất lương tuần tra của kinh triệu phủ. Tiếng bước chân ồn ào quanh quẩn trên đường phố trống rỗng, dường như còn mơ hồ xen lẫn tiếng nhạc tỳ bà. Lâm Tùy An đứng lên nhìn ra ngoài, nhưng thấy bầu trời đêm phía tây mơ hồ lộ ra ánh sáng. Tiếng nhạc là từ nguồn sáng kia truyền đến. Phía sau truyền đến một tiếng vang nhỏ. Cận Nhượng nhảy ra khỏi cửa sổ, trượt qua tường sau phòng chữ Thiên đi một vòng, trèo lên đầu tường nhìn thử, lại trèo tường nhảy ra khỏi sân, dọc theo con hẻm nhỏ đi ra đầu hẻm, ngồi xổm trên mặt đất quan sát một lúc lâu, rồi bò trở lại đầu tường nói, có người trèo từ tường sau vào viện, đi vòng tới cửa trước, sau đó lại trèo ra từ cửa sổ phía sau rồi nhảy tường rời đi. Từ dấu chân mà phán đoán, hẳn là cùng một người. Hơn nữa, người này cho dù là trèo cửa sổ vào hay là trèo tường chạy ra, bước chân đều vững vàng, không chút hoang mang. Chẳng lẽ là kẻ phạm tội nhiều lần ư? Rất có thể. Có thể theo dõi nơi hắn đi không? Dấu chân ngoài ngõ quá lộn xộn, không được. Lâm Tùy An chật một tiếng, công tác bảo vệ hiện trường nơi này thật sự quá không đúng chỗ. Bây giờ chỉ có thể hy vọng tìm được nhân chứng mà thôi. Theo lý mà nói, trên người hung thủ hẳn cũng dính vết máu, ít nhất đế giày cũng sẽ có vết máu, hẳn là sẽ rất nổi bật trong đám đông. Nhưng mà nhìn biểu hiện của Vạn Lâm và bầu không khí căng thẳng của nha lại điều tra, thần đúng là không có nhân chứng sao? Điều này cũng thật thú vị, có vẻ như kẻ giết người có một tên, có ý thức chống trinh sát mạnh mẽ. Không phải trộm vào nhà cướp bóc giết người, là người quen gây án. Giọng nói của Hoa Nhất Đường truyền từ trong cửa sổ ra, Đàn Viễn Minh quen biết người này. Lâm Tùy An và Cận Nhược liếc nhau, đồng thời nhảy xuống đầu tường, chui từ cửa sổ về phòng. Hoa Nhất Đường ngồi xổm bên cạnh thư án, cùng Lăng Chi Nhan nhìn chằm chằm vết máu trên mặt đất. Vạn Lâm ngạc nhiên, sao biết được? Hoa Nhất Đường đứng lên dùng quạt chỉ vào bàn trà. Tờ môi trà và trạng thái vã trà trong ấm mà phán đoán, thời gian pha trà ước chừng ở khoảng giữa giờ Dậu. Lăng Chi Nhan nói, đúng với thời gian tử vong của Đan Viễn Minh. Hoa Nhất Đường nói, trong hai chén trà, có một chén là vã trà, một chén kia chỉ còn đáy trà, chứng tỏ Đan Viễn Minh đã pha hai chén trà, chỉ là người kia vẫn chưa uống, có thể khiến hắn pha trà tiếp đái thì nhất định là người quen. Pha trà? Lâm Tùy An vội vàng bước qua mở nắp ấm trà lên xem, suýt nữa vui mừng đến khóc, trong ấm ngâm, thế mà lại là lá trà mà nàng vô cùng quen.
Tuy rằng mùi rất khó ngửi, cũng chỉ còn lại bã, thế nhưng đối với nàng mà nói, đây quả thực là bình minh thắp sáng mà. Hóa ra thế giới này đã có loại trà này. Vạn Lâm bước lên ngửi ngửi nước trà trong ấm, thầm nghĩ, mũi chó à, ngay cả trà pha khi nào cũng có thể ngửi ra được. Trán Hoa Nhất Đường nhảy dựng lên, dường như muốn mắng lại hai câu, nhưng không biết vì sao lại nhịn xuống tiếp tục nói. Ngồi ở phía nam là Đan Viễn Minh, đó là vị trí hắn quen thuộc, đệm ngồi hơi mòn và lõm xuống nhiều hơn. Người đối diện hẳn là người hắn tiếp đãi. Hơn nữa trên trà án, ấm trà, chén trà, đệm ngồi đều được sắp xếp gọn gàng, chứng tỏ hai người họ chỉ nói chuyện phiếm ở đây, chưa hề xảy ra xung đột gì kịch liệt. Vạn Lâm lại ghé xuống nhìn chiếc đệm ngồi nửa ngày, gãi gãi đầu. Nói cách khác, người quen này tán gẫu xong thì cùng với Đan Viễn Minh đi đến bên cạnh thư án, nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, đột nhiên nắm lấy đầu Đan Viễn Minh đập vào góc bàn, đập chết Đan Viễn Minh. Không đúng, Lăng Chi Nhan nói, máu nhiều thế này đập không chết được. Máu nhiều như vậy còn là chưa chết ư? Vạn Lâm hỏi. Nếu một cú đã đập chết thì sẽ không chảy nhiều máu như vậy. Hẳn là... Lăng Chi Nhan giơ nắm đấm lên ra ý bảo, hung thủ nắm lấy tóc của Đan Viễn Minh, đập trán hắn nhiều lần vào góc bàn mới gây ra. Thế ra là như vậy, điều này có thể giải thích vết máu trong phòng là vì sao rồi. Vạn Lâm nói, nhất định là hung thủ không thể giết chết Đan Viễn Minh trong một cú. Đan Viễn Minh và hung thủ chiến đấu mới vấy máu khắp phòng. Ê, hình như vẫn không đúng. Những vết máu này không phải do vật lộn tạo thành, mà là hung thủ xách Đan Viễn Minh đi lại trong phòng. Cận Nhược nói, lời này vừa nói ra, đừng nói Vạn Lâm, tất cả mọi người đều giật mình. Thế ra là như vậy. Ánh mắt Lâm Tùy An chậm rãi chuyển động theo vết máu. Mạch máu trên đầu người dày đặc, sau khi bị thương lại bị chảy nhiều máu như thế. Ta thấy trên cỗ thi thể Đan Viễn Minh có màu xanh đen, hẳn là bị người ta túm lấy cổ áo túm lên. Lâm Tùy An khoa tay múa chân một hồi. Đan Viễn Minh tuy rằng thân hình gầy yếu nhưng lại khá cao, hung thủ không cách nào xách cả người hắn hoàn toàn rời khỏi mặt đất, cho nên mới là nửa kéo nửa xách. Hoa Nhất Đường tiếp, Đan Viễn Minh cong đầu, giọt máu trên đầu rơi xuống đất, chân và vạt áo trên mặt đất kéo qua vết máu mới hình thành vết máu kỳ quái kéo dài như vậy. Cận Dược ngồi xổm xuống chỉ vào mặt đất nói, cả người nhìn mấy vết máu này đi. Mọi người vây quanh hắn ngồi xổm xuống, chỉ thấy trên mặt đất quả thực có 3 giọt máu hình tròn, bên cạnh giọt máu xuất hiện giống dấu vết như là gai nhọn. Trong đầu Lâm Tùy An đinh lên một tiếng, kiến thức từ tiểu thuyết trinh thám đã xem từ lâu chuẩn bị đánh thức. Máu ở trạng thái vận động nhỏ giọt sẽ hình thành loại vết máu có gai này, mà phương hướng gai chỉ về là... Cận Nhược đứng dậy, cất bước về phía trước, hướng đi. Mọi người cực kỳ kinh ngạc, nhìn Cận Nhược đi tới trước giá sách, dừng chân một lát. Hung thủ lục lọi giá sách, túm Đan Viễn Minh. Hắn xoay người vòng qua trà án, dừng ở trước bình phong. Bàn tay đẫm máu của Đan Viễn Minh lướt lung tung qua bình phong. Đi vài bước, dừng lại trước tủ quần áo. Hung thủ lật tủ quần áo, lại đi một vòng quanh giường, lật giường. Lại trở lại bàn, xoay người song song đi về giường, dừng bước, kéo Đan Viễn Minh trở lại giường. Đây là con đường và trình tự hung thủ đi lại. Lăng Chi Nhan hỏi, hung thủ làm thế để làm gì? Hoa Nhất Đường hỏi, hình như là đang tìm cái gì đó à? Vạn Lâm, quả nhiên vẫn là tới cướp bóc. Chẳng lẽ hắn đang tìm trục thư trong ngón tay vàng? Ánh mắt Lâm Tùy An liếc hai vòng trên con đường Cận Nhược vẽ ra, chỉ có một nơi hung thủ đi đến hai lần, vị trí cuối cùng của thi thể Đan Viễn Minh, giường. Nàng bước nhanh đến bên giường, đến gần giường thì cẩn thận lục soát, nhưng không phát hiện được gì. Ngẫm nghĩ một hồi, tay trái cầm mép giường khẽ kéo một cái, nhấc cả chiếc giường lên. Vạn Lâm kinh ngạc ối trao một tiếng. Lâm Tùy An nói, xem dưới gầm giường và sàn nhà có cơ quan hay không. Hoa Nhất Đường và Cận Nhược lập tức đến hỗ trợ. Hoa Nhất Đường sờ sờ đáy giường, Cận Nhược gõ sàn nhà. Một tay Lâm Tùy An đỡ một cái giường gỗ lớn như vậy, tay kia còn vuốt ve chân giường, thành giường, nhưng đều không có gì đặc biệt. Hoa Nhất Đường kiểm tra xong, không phát hiện ra gì. Cận Nhược gõ vào một khối sàn gỗ gần vách tường, đột nhiên ngẩng đầu. Khối này rỗng. Lâm Tùy An mừng rỡ, cánh tay mạnh mẽ dùng sức, nâng toàn bộ giường lên khỏi mặt đất. Vù một tiếng đẩy chiếc giường sang một bên, ngồi xổm xuống, ngón tay cắm vào sàn nhà, lật sàn nhà lên. Dưới sàn nhà có một cái rãnh to bằng nắm tay, bên trong đặt một túi vải bông. Hoa Nhất Đường lấy chiếc túi kia lên lắc lắc, một chiếc chìa khóa đồng rớt ra. Đó là chìa khóa trong hồi ức ngón tay vàng.
Lâm Thủy An mừng rỡ, liếc mắt với Hoa Nhất Đường, ánh mắt hai người chợt sáng ngời. Hoa Tứ Lăng, Lâm Nương Tử, các người lại đây xem thử đi. Lăng Chi Nhan đột nhiên hét lên. Thì ra vừa rồi lúc Lâm Thủy An đẩy giường, đệm giường trên giường bị quăng ra, lộ ra bộ phận đầu giường bị đệm che lại. Trên ván gỗ có hai vết máu viết. Vạn Lâm nghiêng đầu nhận ra một nét sổ, một phiệt một ngang, hay là vài nét ngang. Hình như là chữ chưa viết xong. Cận Nhược hỏi, chẳng lẽ là Đàn Viễn Minh viết trước khi chết à? Hoa Nhất Đường nhướng mày, Lăng Chi Nhan liên tục day chán. Lâm Thủy An, ôi xuất hiện rồi, lời nhắn của người chết. Tiểu kịch trường, Hoa Trạch Lục Thập Lục. Y Tháp cầm một chén trà xanh mướt, giống như đòi công đưa đến trước mặt Mộc Hạ. Trà tỉnh táo, chư nhân dặn đã xong rồi, nếm thử. Mộc Hạ cẩn thận nếm một ngụm, chỉ cảm thấy giống như sét đánh thẳng vào ót, cả người đều nứt ra. Y Tháp hỏi, tỉnh táo chưa? Ai, giật tỉnh. Đưa trà đi. Khoan đã. Mộc Hạ vội vàng ngăn cản, đồng đồ có lệnh giới nghiêm. Vẻ mặt Y Tháp sụp đổ. Phải chờ lâu không? Trời sáng là xong. Khi nào? Mộc Hạ nhìn sắc trời. Nhanh thôi. Hết tập 23. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.